Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Riêng dọn như sáu bảnh với cái dàn đồ chơi hiệu năng cùng với cái biển tứ quý. Cái chiếc riêng độ hôm nay là một trong những tác phẩm đến từ anh Trọng, một trong những người khi nhắc tên chúng ta lại nhớ đến ngay những cái siêu phẩm như là quay độ, riêng độ, phiêu chờ độ và quay thái độ. Với những cái chiếc xe độ này càng đặc biệt hơn khi trong nó mang một cái dàn đồ chơi cực khủng mà còn sở hữu luôn các cái biển số tứ quý. Cái chiếc xe này có một chiếc ngoài là cực kỳ len keng khi được dỡ mới từ trong ra ngoài, với những điểm nhấn với những món đồ chơi hàng hiệu đắt tiền. Điểm nhấn như phần ta thắng Takawa, xuất xứ đến từ Nhật Bản, nơi mà cái dàn ta lái đang sở hữu. Một trong những cái chiếc ta thắng này không đã có mức giá hơn 500k. Bên cạnh là chúng ta còn thấy cái là gù của Tony Custer, thường dùng trên những cái dòng Taga. Và những khi anh tự trọng phối lên chiếc xe thì lại làm cho cái dàn tay lái trở nên là sắc sảo hơn bao giờ hết. Nó bậc nhất cái dàn tay lái chính là cái mẫu đồng hồ Puma Racing dành riêng cho Rim. Ngoài chức năng là báo tour đầy thể thao thì nó còn có một thiết báo những thông số khác như tốc độ, xăng cộ, giờ chất thông qua màn hình LCD sắc sảo. Giá em ấy nằm ở mức đanh quanh khoảng là 3 triệu đồng và gắn hoàn toàn như xin. Nhờ vào một cái cặp niềm SM Aisan mà dàn chân của con xe trở nên là cứng cáp hơn theo đúng nghĩa bóng và cả nghĩa đen. Chất liệu nhôm còn nhẹ hơn hẳn so với cái niềm sắt Nhật Bản, giúp giảm trọng lượng của dàn chân này. Và ở dàn chân trước, chúng ta có thể nhận ra cái sự hiện diện của càng thắng và đấm chỉnh Takawa. Một điểm nhấn hết sức nổi bật ở dàn chân trước, hay như mình tìm hiểu, thì giá của cặp đôi này ở mức khoảng là 2 triệu đồng. Vị trí đồng hồ của chiếc xe cũng được bao phủ bởi những cái chiếc nắp CNC trông là vô cùng sắc sảo. Không những đẹp mắt mà nó còn giúp trong quá trình tản nhiệt của con xe được tốt hơn với cái sự phân bố dày đặc của các chi tiết khe tản nhiệt. Và ở vị trí này chúng ta còn thấy được cái chiếc kèn của Bose do là Nico sản xuất, có âm thanh vang dội vô cùng. Cái chiếc sự bóng bẩy của cái nắp nồi của Sirius và dày đặc Takawa trông cực kỳ lạc với những cái chiếc nắp CNC ở bên phía đầu bò. Ngoài ra chúng ta còn phát hiện thêm một cái chiếc của bộ Titan mang những cái mối hàng vảy cá trông vô cùng bắt mắt. Cái dàn chân sau có sự hiện diện của càng thắng đấm chỉnh Takawa trông liền lạc hơn với phía trước. Sự thật thì tất cả chúng ta đều phải dành cho một lời khen cho anh Trọng, bởi vì cái gu thẩm mỹ là quá xuất sắc của anh ta. Mình có cảm giác chiếc xe được nhúng là im ái hơn từ cây phục Hardin không bình dầu. Mẫu phục này là một lựa chọn hàng hãng cho anh em thích là không phải khoét dàn áo. Theo mình tham khảo thì giá của cây phục này ở mức tầm là 13 củ. Cái thứ giá trị nhất chiếc xe này phải là cái biển số tứ quý, chính là cực kỳ đỉnh. Không những nâng cao giá trị của con xe mà còn hỗ trợ trong quá trình làm ăn của người chủ ngày càng là mạnh mẽ, trường tồn theo đúng ý nghĩa của con số 9. Giá trị của chiếc riêng độ này đôi khi không nằm ở giá tiền bởi những món đồ chơi trên xe, mà nó còn đến cái sự tâm huyết, thời gian, tình cảm mà anh này đã dành cho cái chiếc xe cưng. Exciter 135 lên một loạt những nâng cấp ấn tượng và chất lượng. Cái chiếc Exciter 145 sĩ đầy được người chủ dọn lại đúng phong cách Spark, đủ những món đồ chơi mức giá chất lượng cao và mẫu mã. Tuy nó bật như thế cùng với một phần chế điện 2 tầng mà bằng nhiều tay Exciter nhỏ là khát khao đã xuất hiện. Sở chứng minh cái bộ đồng hồ Casio đặc năng được sản xuất dành riêng cho cái dàn mặt Exciter nhỏ sử dụng. Các thông số và cách bố trí từ tự nhiên sim và không có thêm chức năng chuyển số sâu như là báo giờ, nhiệt độ volt và có 7 màu nền cho chúng ta tha hồ chế cháo. Cái phần nền được làm bằng cái điện carbon bơ kính Rizoma được người chủ thiết kế xây 360 độ, vừa nhìn phía sau có thể che được cái đồng hồ khi đậu ngoài nắng, tránh được cái sự tiếp xúc trực tiếp khi ánh nắng rất dễ làm mất màu và giảm tuổi thọ của đồng hồ. Cái cổ bô cũng được làm lại bằng cái đĩa titan cho độ thẩm mỹ cao hơn, giảm nhiệt cũng nhanh hơn và có thể tự chuyển đổi thêm màu sắc ở những vị trí nóng khác nhau. Bởi vì chất liệu đặc biệt này nên sản phẩm còn có năng chống hàn rỉ rất cao khi sử dụng lâu dài. Dàn chân được xuống bánh cằm và dùng cái niềm dục cù giúp cho xe nhẹ hơn, bề mặt hơn di chuyển trên phố. Xung quanh toàn bộ dàn áo lóc mái được phủ cái lớp ốc kim nằm điện phân lên cho màu titan khá là bật. Ngoài ra người chủ còn nâng cấp thêm cái heo xin Thái Lan với tông màu bạc, chữ khắc cũng rất đẹp. Đích cũng đó là điểm thắng của Rainbow Auto, cái size là 250, hòa quyện cùng với chiếc ốc titan tạo màu. Cái nhẫn phía sau được thay mới bằng cây phục Quad S bình dầu rời phiên bản mới nhất, với điểm nhấn là tên hiệu sản phẩm được khắc trực tiếp bình dầu cực kỳ đẹp.
đảo bật, không sợ bài màu, bất chữ trong quá trình sử dụng lâu dài. Sản phẩm được sản xuất dành riêng cho Exeter 105 sử dụng nên cũng không chế cháo gì cái phần chân hoặc bất cứ cái chi tiết nào khác. Cuối cùng là cái đèn 2 tầng đính từ một hiệu của Simfast nên con sơ đồ này đa số. Thực tế đây là sản phẩm dành cho Exeter 10, tuy nhiên người chủ thiết kế lại cái phần nhựa nhám để dùng được cho các dòng Exeter nhỏ. Cảm ơn các bạn đã giờ biết mình, chip chip nhớ like, subscribe.